Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài phát thanh truyền hình Hương Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề có nên uống thuốc với nước trái cây. Thưa quý vị và các bạn, đồ ăn thức uống có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc uống, thế nhưng nhiều người rất thích uống thuốc với nước ép trái cây, hoặc uống thuốc với nước xong vội vàng ăn thật nhiều trái cây để làm mất đi tư vị khó chịu của thuốc. Tuy nhiên nhiều loại nước trái cây hiện nay đã được chứng minh là gây hại nếu uống chung với thuốc. Trái cam quýt chanh, ai cũng biết rằng loại quả cam quýt chanh có chứa rất nhiều vitamin C, A cùng nhiều khoáng chất rất tốt cho sự phát triển của cơ thể, giúp tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho da. Tuy nhiên, chúng lại hoàn toàn không thích hợp với những người đang mắc bệnh liên quan đến đau dạ dày, dạ dày bị dư axit hay bị chứng ở chua đeo bám. Nước cam quýt chanh có chứa nhiều axit, không nên kết hợp với thuốc chống axit có chứa nhôm. Nếu ăn cam quýt hoặc uống nước loại quả này cùng với thuốc kháng viêm không steroid ibuprofen, diclofenac trị bệnh đau dạ dày. Chúng sẽ làm tình trạng bệnh ngày càng nặng hơn, gây bỏng rát dạ dày và tăng lượng axit. Nước cam chanh cũng chống chỉ định khi dùng chung với các loại thuốc kháng sinh như ampicillin, erythromycin, lincomycin vì các kháng sinh này sẽ bị hỏng do kém bền vững ở môi trường axit. Kết hợp nước uống loại quả họ cam quýt với dextromethorphan chữa ho có thể làm tăng nguy cơ bị phản ứng phụ khiến bạn bị ảo giác và buồn ngủ. Ảnh hưởng của các loại trái cây này với thuốc diclofenac có thể kéo dài trong một ngày hoặc lâu hơn. Vì vậy, tốt nhất không ăn chúng khi đang sử dụng diclofenac. Chuối. Chuối có chứa hàm lượng kali cao nên không được dùng chung với thuốc lợi tiểu tiết kiệm kali, spironolactone, triamterene, amiloride. Nếu dùng chung hai loại này sẽ làm tăng sự tích lũy kali trong cơ thể, có thể gây biến chứng về tim mạch và huyết áp. Nước nho ép, dùng nước nho ép để uống thuốc có thể làm giảm tác dụng và làm tăng phản ứng phụ của thuốc chữa bệnh. Điều này được lý giải là do nước nho ép có thể ức chế các men trong quá trình hấp thụ thuốc, chẳng hạn như thuốc điều trị bệnh tim mạch và thuốc chống nấm. Nước ép táo. Hãy tránh nước ép táo, cam trong vòng 4 giờ trước và sau khi bạn đã uống thuốc kháng histamin là fesofenadine để làm giảm các triệu chứng dị ứng. Các loại nước quả trên ức chế peptide là những protein có cấu trúc đoạn ngắn khoảng từ 2 đến vài chục axit amin nối với nhau, vận chuyển thuốc từ đường ruột vào máu. Sự kết hợp của các loại nước quả này với thuốc chống dị ứng fesofenadine khiến hiệu quả của thuốc trong việc ngăn chặn hắt hơi sổ mũi giảm tới 70% các loại thuốc khác cũng được vận chuyển với sự giúp đỡ của peptide, vì thế không nên uống các loại nước quả này khi uống các loại thuốc chống dị ứng, thuốc chữa bệnh tuyến giáp có chứa levothyroxine hoặc thuốc điều trị dị ứng và hen suyễn có chứa natri motelukast, <laughs> nước ép bưởi, nước ép bưởi có ảnh hưởng nghiêm trọng nhất tới hiệu quả của thuốc khi uống vào cơ thể. Nước ép bưởi làm tăng sự hấp thu thuốc quá nhiều vào máu, có thể gây nguy hiểm. Không nên ăn bưởi khi uống một số loại thuốc sau. Nhóm thuốc hại cholesterol trong máu. Nếu bạn đang uống các loại thuốc nhằm giảm cholesterol thì đừng nên ăn bưởi vì nó sẽ khiến cho một lượng lớn thuốc động lại trong cơ thể, không phát huy được tác dụng, dẫn đến tổn thương gan và suy nhược cơ bắp. Nước bưởi khi dùng chung với simvastatin hoặc atovastatin có thể làm tăng sự hấp thu của thuốc lên gấp 15 lần và gây tác dụng phụ nghiêm trọng ở cơ các thuốc suy giảm miễn dịch dùng để chống thải ghép. Tacrolimus, cyclosporine khi dùng chung với nước bưởi thường xuyên sẽ gây độc hại cho thận. Các thuốc an thần, thuốc ngủ khi dùng với nhóm thuốc này ăn bưởi sẽ gây ra cảm giác chóng mặt. Lưu ý, dù ăn hoặc uống nước ép bưởi 2 giờ trước hoặc sau khi uống thuốc vẫn có thể còn tác hại. Vì vậy, tốt nhất là tránh ăn loại quả này khi đang uống các loại thuốc trên. các rau củ giàu vitamin K. Không nên ăn các loại rau củ giàu vitamin K như bắp cải xanh, rau màu xanh đậm, trái bơ, rau diếp khi đang uống các thuốc chống đông phenylindadion, clofenindion, cametarone. Các thức ăn này sẽ làm giảm tác dụng điều trị của thuốc vì nguy cơ tạo huyết khối tăng, tạo cục máu đông trong lòng mạch. Quý vị và các bạn thân mến, dinh dưỡng để người cao tuổi luôn khỏe mạnh, sẽ là chủ đề chính mà chúng tôi truyền tới quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe ngày mai mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây thân ái chào tạm biệt